Nhật Cường xin chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Nhật Cường TV. Nhật Cường chúc quý vị một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Và cũng không quên, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với Nhật Cường trong suốt thời gian qua. Quý vị hãy nhớ giúp Nhật Cường bằng cách đăng ký subscribe nha. Này anh em nghệ sĩ chúng tôi từ sân bay Sài Gòn xuống sân bay Phú Bài, Huế. Và sau đó tiếp tục cuộc hành trình là lên xe 16 chỗ. Anh tài xế đưa anh em chúng tôi về là Phước Tích. Đây là Thành Nội. Bên kia là Thành Nội. Kế bên tôi là nghệ sĩ Ngân Tuấn. Sau lưng tôi là nghệ sĩ Nhân Dân Nhân Anh. Sau nữa là MC Nhân Trần, Trần Bông, ca sĩ Minh Luân, diễn viên ảnh Trương Lão, cả nữ nghệ sĩ Thanh Ngọc, nhiều nhiều lắm, còn lắm tùm hết. Bây giờ dự đoán là khoảng một tiếng đồng hồ nữa anh em chúng tôi tới là Phước Tích, thì tức là 12:45 bắt đầu ăn cơm, rồi các món ăn như là thịt luộc bánh tôm, món nhân dân giả đồng quê. Lát nữa chia sẻ cùng cả nhà, chia sẻ một số cảnh trên đường đi nha. Bước qua bên kia là Quảng Trị đấy. À, Quảng Trị đấy. Cường mày bạn mà. Ủa, từ đó chị còn vô dấu đăng bờ xa vô đi hết rồi. Thì là biết tiếng 17 rồi hả? Xe lửa ngắm cảnh đẹp lắm, xe lửa cổ. Mấy phút nữa thôi là sẽ chúng tôi đã tới làng Phước Tích ở thuộc tỉnh Quảng Trị. Bây giờ vô địa phận Quảng Trị rồi hả? Phước Tích của Huế hả? À, nhưng mà nó nằm sau của bây giờ qua địa phận Quảng Trị. À, hiểu rồi. Qua bên kia cầu đó, nơi chúng ta tập hợp dưới đây nè, đó, nơi chúng ta tập hợp dưới đó. À, dạ, chúng ta tập hợp nè. Đó, đúng rồi. À, hấp dẫn à. Hấp dẫn. Chủ bị là ngoài phải nè. Chúng ta đã đúng rồi. Đây là đúng rồi. Đó, xe hơi à. Đó, chúng ta đã đúng rồi. Hương xưa làng cổ. Hương xưa làng cổ nay đã về bến thổ. Làng cổ đẹp. Bố chỗ nhà tao chỗ tình luôn đi anh trai. Dạ dạ. Rồi sao tao chỗ tình luôn. Đây cà phê Phước Tích nè. Có đóng á, quản quản đi luôn anh đi. Vô trong đi đồ anh lì xuống. Dạ. Xin lỗi, nhau thắng luôn. Ngon rồi. Quá ha, khung cảnh gì quay mới đẹp. Đó, đi xuyên qua những hàng câu, qua cổng chào, ghi là hướng xưa làng cổ. Trời đất ơi. Giờ ăn là ngon rồi, đói bụng nè. Đó, dọn sẵn rồi đó. Đó, nhìn đẹp quá. Có lồng đèn, có cầu, có sông Bô Long. Wow, trời. Chú anh em xuống cho. Rồi mời cả nhà xuống nè. Đó. Có các anh em trong làng ra chụp hình lên nè, đó. Mình luôn sau lên luôn thấy làng cổ này, mình luôn lần tới lần đầu hả? Đây là lần đầu tiên tới làng cổ. Cái điều đầu tiên mình luôn thấy đó là nó rất cổ. Rất cổ đúng không? Mình còn thấy quá cổ luôn á. Anh đã tới lần thứ hai rồi mà anh vẫn thấy nó cổ. Nó cổ đúng không? Anh tới lần thứ ba rồi đó mà anh vẫn thấy nó cổ luôn á. Đó. Đó. Thuốc. Đây. Lộc tới đây chắc 100 lần. Đây là quê hương của em à. Là anh tới đây 3 lần đó, anh thấy nó cổ, em tới đây 100 lần vẫn thấy cổ đúng không? Cổ hơn luôn. Cổ hơn. Thanh Ngọc thấy cổ không? Dạ cổ. Quá cổ luôn. Nhưng mà cũng có cổ nữa nha. Đó. Để mình lý tập trung. Cổ nó mới cổ. Bác sĩ Vinh thấy cổ không? Quá cổ luôn. Em xin Nhân Trần thấy về quê với làng cổ Phước Tích sao, thấy sao? Qua âm cúng. Qua âm cúng không? Thấy nó làng cổ không? Đậm đà. Thấy cổ không? Đó. Bác Nam mới tới đây mấy lần? 2 lần.
Rồi là thứ hai đúng không? Dạ, là thứ hai nó mạnh hơn. Nhưng mà thấy nó có khác xưa không? Khác xưa đẹp hơn. Đẹp hơn hả? Dạ, đẹp nó cổ hơn đúng không? Dạ. Còn phải làm nhiều nhiều chương trình nữa. Rồi nhà xíu An thấy nó cổ hơn nhà xíu 3 lần rồi. Tới đây 3 lần rồi. Hai lần đầu đi với anh, rồi lần sau dưới đây nữa, đằng đây rồi bà 3. Bây giờ là cổ. 3 rồi. Cổ hơn 2 năm rồi. Cổ hơn 2 năm. Đây, mấy anh em ở đây. Xin chào. Chắc có mình bị bỏ chùa muốn nước. Rồi giờ cơm nước đi xong xuôi bắt đầu tính tiếp. Bánh đúc ra mấy đời, bánh đúc có xương mấy đời, mẹ ghẻ mà thương con chồng này bánh đúc đây. Ta thưởng thức món ăn đặc sản của quê nhà đó. Bánh đúc. Vô đi hả? À. Vô tôi coi những cái món gọi là bánh đúc nè, vịt nè, luộc nè, đó rồi cá gì đi ta, cá bóng quay dạ, bánh dạ này vịt nè, đây là thịt vịt bánh gừng. Rồi đây là cá lúi trứng nè, mua lũ nè, đó cá lúi chưa ăn mà Facebook được cúng hết trơn, người ta cúng chưa ăn mà Facebook được cúng rồi. Ngon lành, nhìn là rất là hấp dẫn. Và bây giờ không chần chờ gì nữa, không kiềm chế được, cho nên chúng tôi phải buộc phải cầm đũa lên thôi. Cầm lên đũa thôi. Từ Hương Ngọc coi chừng gãy đũa không. Còn món này mà cơm lên cơm nữa. Ngon tuyệt vời. Ngon quá. Cơm quê mà cơm quê ngon lắm. Ngoài không à, mình ăn ra sau bếp mình ăn. Anh Cường cầm chén lên để bỏ vào món cơm. Rồi không sao đâu, yên tâm thôi. Canh nữa kìa. Nhiều quá. Nhiều loan quá. Dạ mình thấy hết xong mình em lên tiếp được. Bay xong mà ra không tỏ là đang đâu. Đây, thử miếng bánh đúc. Thử miếng bánh đúc coi nè. Ngon quá. Có rau nữa nha, còn rau nữa kìa. Rau nữa kìa. Đó, chỉ rau kìa. Đâu sao rồi, anh giải. Đồ ăn không có như quá trời đấy. Cơm quê ngon quá. À, ăn khó ăn ghê, coi là nhìn nè. Khó ăn ghê mà sắp hết rồi hả? Đũa nào là hết đũa đó. Kèo quá, nãy giờ chưa gãy đũa luôn ha. Ngon quá. Chưa gãy đũa luôn, ngon quá. Bỏ đi chén xuống mà nhớ. Lọc thì về quê bao nhiêu món này nó ăn hoài. À. Tiếp không bụng no được mà còn tiếp không đó, mình đó là nhã uống trà đó, xong rồi đó. Anh em nào ăn rồi là qua bên đây ăn tàu hũ cô Vang nha. Đó, tàu hũ cô Vang nè, có luôn tàu hũ tô Vang tráng miệng, ngon lành. Ầu hủ cô Vang tráng miệng. Đây dính đó, lột ra 2-4-5. Ồ, quảng cáo luôn nha, quảng cáo nhẹ nha. Ồ, cầm đi chơi trước đi. Nó 5 hộp ra sau. Cho bằng sau nó ăn nhãn kìa. Hủ cô Vang Minh Luân. Thương hiệu của mình có mặt ở Mỹ luôn rồi kìa. Yên tâm, yên tâm. Đồng hương bên đó rất là ngưỡng mộ. Đây là tàu hủ của ngưỡng mộ, không phải vì cái tàu hủ mà ngưỡng mộ cái chiếc nón lá. À, ăn hoài. Rất là dễ ăn. Mình nó ăn hoài. Cổ nó nhẹ bùng. Bà xã em ăn cái này suốt à? Ừ. Ở đây bán 10 mấy ngàn, ở bên bạn bán 4 đô mấy. Ừ. Cái này phải xuống bển chứ. Bán nó chạy nha.
bên đây tại Ba Hải. Ở bên có nhà sản, ở bên nhà sản xuất cái người mà, về bên, cái người mà lấy cái này của ông Bùm là đã có nhà máy sản xuất ở đó luôn rồi. Dùng không vừa về quê thấy mấy cái lu đựng nước thấy nó lạ dễ thương nghe không? Nó quá trời lu đựng nước. Nó ăn tính giờ no rồi ngồi. No quá rồi. Đó anh em kia một người ra ngồi giỏng nằm nè, đó. Ha. Hôm nay con tụ nè ha. Đó, đầy đủ hết. Yên tĩnh lắm, quê yên tĩnh. Quê yên tĩnh lắm. Chỉ có tiếng mình nói chuyện hơn và im lặng là nghe tiếng chim hót thôi. Đó. Nói chung là sự chia sẻ đến đây coi như tạm chấm dứt đi. Nó quá dài rồi. Với no quá. Với no quá rồi. Làm biến nói chuyện. Làm biến nói chuyện. Thôi lời cuối cùng xin chia tay cả nhà để hẹn clip sau nha, chiều nay nha. Chiều nay hấp dẫn hấp dẫn. Cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của cả nhà nha. Giờ hẹn gặp lại clip sau. Nhớ đăng ký subscribe theo dõi. Bye bye. Ủng hộ Như Cường nha. Thank you. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật Cường TV, chia sẻ niềm vui và dấu sóng. Video mới phát lúc 20 giờ tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Xin kính mời quý vị đón xem và giới thiệu nhiều người cùng xem.